Mình là Thiện, nớt điền đi, chơi phải được 3 năm rồi. Mình là Búp, đang học để trở thành một nớt điền đi. Và bọn mình ở trong server Funky Dungeon Master. Thanh niên này là head mod trong server. Trong server mình thì nó gọi là gấu cú, Chief Owlbear. Khá chắc là trong cái trailer này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của cái con quái vật này. Anh nghĩ này, để mà buổi này nó thú vị hơn một tẹo, mình có thể đua nhau bắt Easter egg, bắt reference. Ok. Newbie và OB. Nhưng mà mỗi cái Easter egg Búp bắt được, đấy, Búp và Newbie sẽ được 2 điểm. Cái Easter egg mà anh bắt được sẽ là 1 điểm. Ok anh. Ok. Rồi, mình cùng xem cái này mà chưa bắt vội. Một lần qua xong rồi mình sẽ lần lượt, mỗi người sẽ nói một cái Easter egg. Là không thể công bố cái luật chơi này trước khi mà mình xem nha. Ok, không sao. Đi thôi. Ông trùng quá. Chọn Kim Dragon. Ok. Ông 1 đây 2 để xem ai đi trước không? Ok anh ơi. Tích số 2. Xin thắng 2 nữa. Sure. Để anh vào bot spam trong server mình luôn. Rồi anh đi chưa ạ? Yeah. Tại vì tỷ lệ là 2 ăn 1 nên là anh sẽ lấy tất cả từ anh có thể. Đây là con gấu cú. Tiếp nào mà để ra con gấu cú cho em chứ. Yep. Trong video nó cũng nói luôn, nó là nửa gấu nửa cú. Vấn đề là bình thường Rui không được phép hóa gấu cú, đúng không? À. Về đúng về nguyên tắc là không được hóa bởi vì gấu cú là monstrosity chứ không phải là beast. Ờ đúng rồi, điều cho mơ. Khá chắc là đây là một Druid, vì cái khả năng hóa beast rất là iconic, rất là đặc trưng của Druid. Đúng là trong game thì không được hóa hồ gấu cú, nhưng chắc là trong phim thì nó lấy creative liberty, tự do sáng tạo. Yeah. Ừ. Cho hóa thành một con nó hơi iconic một tí. Obe dù sao đấy, nó cũng là một cái con mà cũng nhiều người biết. Con này chơi mấy cái okay. Adventure level thấp là cũng hay đánh này. Cái campaign đầu tiên anh đi là bị con này tạt chết chết. Con này nó thế đâu có dễ đâu hả? Con này ừ. CR3 hay sao? CR3. Để anh xem đây là con giống gì. Khá sure nó là một con adult black dragon. Tại vì nhìn cỡ của nó chắc là huge. Con young thì nó large. Yeah. Và đây là nó phụt ra là đam acid. Đúng rồi. Yeah, em bởi vì em không biết có con dragon nào full đất đâu. Anh nghĩ đây là acid. Tại vì yeah, xuống yeah. Nó còn bốc hơi lên. Yeah. Mới bướm. Thế thì chúng ta phải nhanh lên. Thì con mimic đổi cho đạo nhỉ? Mimic ơi! Đây, con mimic. Ok. Rồi, mimic là một cái con quái vật nó hay giả làm các đồ vật. Và iconic nhất, nổi bật nhất là giả thành một cái hòm kho báu. Và ui. Từ đó những người chơi không bao giờ tin một cái hòm bao giờ nữa. Luôn luôn gặp cái hòm nó là tao ném con dao từ xa, tao ném cái đá từ xa. Ui, nó không chỉ cái hòm nữa, em vẫn nhớ cái kem của băng mà xong rồi băng cho mọi người vào một cái thư viện. Tất cả các quyển sách trong đấy đều bắt đầu che răng ra. Ôi da. Nó có thể hóa thành bất cứ cái gì. Cả một cái tavern là một con mimic lớn. Bốp thêm điểm nữa này. 4 điểm rồi. Bốn ai? Đây là con Displacer Beast. Là một cái con quái mà có thể tạo ra một cái ảo ảnh đánh khó trúng hơn. Khá chắc là nó cho disadvantage. Em chưa gặp con này bao giờ chứ. Con này thì nói chung là cái tạo hình của nó giống một cái con báo. Nhưng mà nó có thêm các cái xúc tu. Và nó có khả năng là khúc xạ ánh sáng gì đấy. Kiểu như là ví dụ em nhìn thấy anh ở đây, nhưng mà thực ra anh ở đây. Một điểm rút tiền. Đến đoạn cuối, anh này là một bát. Cái đàn này tôi khẳng định anh này một bát luôn. Cái đàn rất điển hình. Cầu nghĩa. Không biết cái đàn này gọi là đàn gì luôn á. Này không có ukulele đúng không? À đàn vậy thì một xin Thiện xin một điểm. Đây là cái lút. Ôi tại sao? Yên tâm. Lút à? Ừ, lút. Nói chung là một cái đàn guitar, đàn máy dây, đàn dây. Rồi bố tiếp đi. Cái phép này em nghĩ là cái Green Flame Blade. Anh nghĩ cái visual thì đúng, nhưng anh chưa thấy hiệu ứng của cái phép. Nhưng mà không hoàn toàn rõ. Cái visual cảm giác thế. Vẫn tính. Vẫn tính rồi, vẫn tính. À, chắc đây là Tiefling. Yeah, Rui Tiefling hả? Rui Tiefling là cái
không phải là một combo có thể thấy quá nhiều. À, em cũng chưa bao giờ thử Tiefling, giờ em chưa vui nhiều. Tiefling đầu tiên thì sẽ đến Warlock nhiều hơn. Tại vì Tiefling những cái phép thuật từ chủng tộc có thể cast được phải dùng Charisma. Nên là thường sẽ chơi vào những class Charisma. Nhưng mà thực ra không biết là tạo hình của nhân vật này, cái khóa trang, cái màu da nó vẫn khá là bình thường. Cũng không hoàn toàn chắc chắn 100% là Tiefling. Cũng có thể là làm thế này để nó dễ tiếp cận với người xem hơn. Còn thực ra cũng có một cái chủng tộc khác trông mặt khá là người và có sừng, đó là Satyr. Satyr, nhưng mà anh sẽ còn confirm lại một tí xem chân cô này là chân người hay là chân chân dê. Chân dê. Khá chắc là chân người. Và thực ra thì nghĩ là Tiefling. Ok. Tiện gì một điểm. Cái cậu mà này thì sẽ là class nào ta? Thôi được rồi, đơn giản. Cái cô kia chắc chắn là Barbarian rồi. Đấy cái gì? Cái phong cách này em khá sure là Barbarian. Mặc dù thực ra thì cái đấy hoàn toàn có thể là Fighter. Nhưng cảm giác vì Fighter là kiểu normie. Kiểu và nếu mà người ta muốn một cái iconic hơn, một cái party iconic, thì em nghĩ nó sẽ là Barbarian nhiều hơn. Cái này là không chắc chắn hoàn toàn, nhưng mà anh nghĩ là cái phong cách chiến đấu của cô này thì mang phong cách hoang dã hơn một tí, nên là anh cũng sẽ đồng ý Barbarian. Rồi ấy da, bắt đầu khó rồi. Chưa hết được. Đây là Thunder Wave. Cái phép này hả? Interesting. Chắc đấy là Thunder Wave. Web là một cái phép dùng đam âm thanh và đẩy mọi người đi. Nhưng mà anh không biết cái này là thêm hiệu ứng cho nó ngầu hay sao mà cái phép này diện tích nó cực kỳ lớn. Hoặc có thể là thêm cái mũ kia vào thì nó cường hóa cái phép bằng cách nào đấy. Thunder Web nó chỉ là một đoạn rất ngắn. Kiểu nếu mà nó chỉ là một phát push ở trong căn phòng này thì đúng. Nếu mà nó bay một phát và bay tắt một khơi là, hoặc maybe có thể là hai cái cảnh không hoàn toàn là có thể không phải cùng một phép thì sao? Bởi vì cái này thì có vẻ là chỉ trong căn phòng á, còn cái kia thì là cái này cảm giác như trong một cái dungeon. Cái hầm nào đấy. Thực ra lúc đầu em đã hơi phân vân cái phép này, kiểu cái mũ, tự nhiên cái mũ nó sáng lên là em cảm giác như kiểu một cái phép psychic nào đấy. Nhưng mà well, cái hiệu ứng của nó thì đúng là giống Thunder Wave phải. Công nhận cho anh không? Ok. Mà dựa trên những cái này thì đây khả năng cao là một sorcerer. Hold on. Nhìn lại mặt xem đây là ông nào. Đây là cái anh mà mặc áo choàng là anh này. Đây. Cái tay áo màu vàng. Này. Nếu mà là Thunder Wave là có đuôi này. Đuôi thì không phải rồi này. Wizard, nhưng mà bởi vì anh này cast phép và không có spellbook nên là em nghĩ đến chỉ có sorcerer thôi. Argument này có hơi khốn hớt còn cái này đúng rồi, chúng ta phải đi vào detail rồi không? Chúng ta bây giờ chỉ những cái quả trứng ở trên mặt đất ý, thì ai cũng đã nhặt hết rồi. Bây giờ thì những cái quả trứng nó đào sâu một chút. Khi cast phép, wizard không nhất thiết phải cầm cái spellbook mà chỉ là spellbook để ghi chú lại thôi. Khi cast phép, wizard vẫn có thể cầm focus, có thể là một cái wand, một cái orb, một cái trinket gì đó. Hoặc là cái trinket như kiểu cái mũ ở trên đầu ha. Thế là vẫn chưa chắc hả? Và những class có thể cast được Thunder Wave thì là Bard, Druid, Sorcerer và Wizard. Nhưng mà Bard và Druid thì được represent trong phim này rồi, nên là anh khá chắc là không phải chỉ là Sorcerer hay là Wizard thôi. Rồi, không vấn đề gì, không nhất thiết phải identify đúng hoàn toàn. Nhưng mà identify được là đây là một cái spellcaster. Một spellcaster gọi là cái main spellcaster luôn này, còn nó không phải như kiểu là utility như là druid hay là bard, trùng hoàn toàn với nó. Druid và bard cũng là spell. Ok, fine. Không phải như thế, druid và bard nó khác. Là một druid player tôi không đồng ý đâu đấy. Ok, fine. Điểm cho vô với điểm đất tìm luôn. Đào. Khá chắc đây là phép shield, cũng có thể là shield of faith. Đến giờ nhưng mà đây nhưng mà đây cảm giác có vẻ như là dùng một cái reaction, một cái phản ứng để cast phép, nên là anh đoán đây là shield cộng 5 giáp. The action magic, an invisible barrier, magical force appear and protect you. Cái invisible có vẻ là miêu tả khá là đúng này. Magical force, em nghĩ nó là shield thật. Yes. Okay.
Ok. Cộng điểm cho anh Tiện. Ok. Ok. Tiếp đi. Mà dù ở đây thì đây là 4 người nhá, 4 người mình đã liệt kê này, đúng không? Đúng rồi. Một spellcaster, khá là sorcerer, wizard, xong rồi druid đằng sau, hôm nay là bard và kia là barbarian. Party khá cân đối. Nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ là party này có 5 nhỉ? Có thêm một người nữa. Gladys on our side. Đây là cái phong cách mà giáp này có thể là fighter, có thể là paladin. Không hiểu sao anh cảm giác cậu này là warlock back to the blade. Yep, thực ra em cũng nghĩ đến warlock x blade, nhưng mà tại vì trông cậu này có vẻ kiểu edgy. Yep. Cái đấy cũng là cái suy nghĩ thoáng qua cho em, nhưng mà bởi vì đây là mình chỉ đang suy nghĩ theo cái hướng là cái phong cách chiến đấu và cái ăn mặc thôi, chứ em không nghĩ đến cái kia. Nếu vào các cái trailer khác khi mà mình thấy có thể là thêm cái cảnh phong cách chiến đấu của cậu này thì mình có thể có thêm thông tin. Yeah, nên thôi bỏ qua, chúng ta đi ra cái khác. Đúng rồi. Cái này là cái con jelly đúng không? Đây đó là gì? À, từ từ, đợi em tra. Đúng rồi. Con... hoặc là không được lên Google hỏi là cái con jelly trong chơi là cái gì đấy. Không, em chỉ tra tên của nó thôi. Rồi. Gelatinous cup. Đúng rồi. Cái con như kiểu cục thạch mà nó có thể nuốt người khác ở trong, kiểu giữ người khác ở bên trong. Gelatinous cup, anh khá chắc là nhảy vào trong nó thì sẽ bị ăn acid dam. Cái con này thì ở trong hội D&D từ hồi mấy phiên bản cũ, nó thường hay là cái con mà đi ở trong dungeon. Và khi nào các mạo hiểm giả thấy sàn sạch bóng là sẽ phát hiện là gần đây có một con Gelatinous Cube. Tại vì con đấy nó lướt qua là tất cả bụi bẩn là cái thứ là cháy hết. Nó nuốt hết. Mòn hết. Ok, nhưng mà Boop đã identify, đã phát hiện được con đấy. Rồi, hiểu cho Boop. Vừa mới xem lại thì cũng mới để ý thêm đây cũng có mấy reference khác. Đây là một wizard của Thay. Thay thì là một cái xứ sở trong D&D, Mysterious and Terribly Powerful Macromatic Nation, một cái vương quốc chuyên phép thuật. Và những cái phù thủy của Thay thường hay mặc đồ đỏ như này và cạo chọc đầu. Tại vì cái này á, đúng rồi, tại vì đang chơi, đúng là em đang chơi một cái kem của Ducky cũng có nói về cái này. Bây giờ bắt đầu khó rồi, khó quá. Thì khi nào Boop chịu thì để anh cứ tiếp tục nhé, tại vì anh phải đoán được gấp đôi Boop cơ. Không, thế nên là em không chịu đâu. Đây, con dragon này với cái việc mà nó phun lửa như thế này và nó bự như thế này, nó phải là adult hoặc ancient red dragon, em nó không ấy, nó hơi phân vân, nhưng mà em nghĩ là ancient thì hơi quá, chắc adult thôi. Không, nhưng mà nó trong kia quá. Yeah. Rồi, đồng ý, đó là một con adult red dragon. Nhưng mà anh sẽ thêm nữa, đây là con Hammerchord. Nó có tên luôn hả? Đồng bọn của Durga. Đây là một cái con rồng cũng khá iconic và là nó chonky, Red Dragon. Cái này thực ra là anh cũng mới tìm hiểu thêm rồi thôi. Đợt trước có ai cũng xem cái ảnh con chonky Red Dragon xong mọi người nói lên thế. Theo thông tin thì anh có nhớ là con này nó sẽ thổi lửa cho cái lò rèn của các bác Durga. Là một cái chủng tộc dwarf dưới lòng đất. Và đổi lại thì bọn Durga sẽ cống thức ăn cho nó, nên nó rất chonk. Có thể cái giai đoạn này là trong phim cái party này phải vào cái chỗ lò rèn nào đấy trước, tìm hiểu cái gì đấy hoặc là tìm kiếm đồ vật nào đấy. Anh đoán thế. Cái này có phải fireball không? Anh cũng đoán nó là fireball. Trong D&D không có cái phép nào mà chắn được fireball như vậy. Cái counter spell thì sao? Counter spell là khiến nó không thể cast được cái phép đấy, chứ không phải là cast rồi xong rồi bảo vệ đồng đội. Nhưng mà em cảm giác là điều cái này là phải ôm, bởi vì em sợ sợ. Fireball ấy, nó là một cái quả rất bự. Bởi vì cái radius của nó khá là to, theo em nhớ. Theo ấn tượng của em thì nó giống như kiểu một quả bom nguyên tử giáng thẳng vào đầu ấy, kiểu 40 feet hoặc là cái đại loại thế. Và cái quả này được lên nó hơi bé. Có thể là nó cắt được đoạn chưa tỏi. Yep. Nếu nó là fireball thật thì review là cảm giác nó không to như tôi tưởng tượng. Nó chưa hoành tráng đến mức vậy. Tôi cần một quả cầu lửa bự. Okay. Anh cũng khá đồng ý nó là fireball. Điểm số Boop. Rồi để xem ai bắn cái này. Đúng rồi. Thực ra cái đấy có thể là bất kỳ cái gì. Là bắn hai tia, em không nghĩ là phép nào mà bắn hai tia, tức là phép ba tia thì maybe scorching ray.
Tiên. Anh nghĩ đây là Eldritch Blast. Eldritch Blast hả? Wait. Thực ra là Warlock thế, thì thế là thì thanh niên này sẽ thành là Warlock. Mà Warlock thì không cast được Thunder Wave. Có subclass của Warlock được cast rồi. Not sure. Thực ra lúc đầu anh nghĩ nó là Magic Missile và nó cắt thành hai tia, nhưng mà Magic Missile không thể trượt được. Oh, true. Anh cái này không chắc hoàn toàn. Khá chắc là trong phim nó cũng sẽ có những cái sự sáng tạo không nhất thiết là phải quá đúng luật. Thực ra là hôm nay là mình ngồi vì bơi móc này thôi, nhưng mà nếu mà có cái nó khác luật thì anh không vấn đề gì. Mình chỉ đoán là dựa trên những cái mình biết thôi, chứ còn tất nhiên là trong phim thì họ chỉ là phim lấy kiểu cảm hứng thôi mà, chứ đâu phải là bắt họ là trong phim mà có mình như này nhá, kiểu thế. Em phải có cái con rồng đá mà em không biết con này là gì. Anh không biết con này là con gì. Con này em không nghĩ ra là con gì. Mình nghĩ là phim này phim về ngục tối qua rồng, phải thêm rồng. Oh, con này có đuôi. Tiefling à? Actually là Satyr, hình như cũng có thể có đuôi. Nhưng mà đuôi của Satyr nó rất là đuôi của dê á, nó sẽ ngắn á. Còn cái đuôi này là đuôi của quỷ, mà đuôi dài này em nghĩ là Tiefling thôi, không thể sát chia được. Ok. Misty Step. Misty Step. Ok. Nói lắm rồi, xin. Tối bắt rồi, bây giờ cái gì cũng lấy. Anh nghĩ là mình sẽ tìm một cái trailer nào đấy nó khác này một tí nữa, nó nhiều cảnh hơn. Yeah. Mình xem. Rồi, mình xem một lần nữa nhá, comment sau. Ok. Oh, we got him now! Oh, no! He missed. So that's not good. Everything that ever mattered to me. And if we quit now... Trời, mải xem quá. Bây giờ vẫn đang là lời cầm búp. Em nghĩ... có cái này. Con rồng này thì... Một phép nào để biến sinh vật thành sống. Đây là cái tượng đúng không? Nó là một cái tượng mà biến một cái tượng thành một sinh vật sống á. Animate gì đấy à không? Anh nghĩ animate thế. Object. Đó, vậy thì nó là một cái animate object và con tượng thành một con gì đấy sống. Thanh niên này thì khá confirm là có phép rồi. Chắc là Paladin. Có phép. Paladin. Hoặc là Blade Warlock. Không thể rồi. Blade Warlock vẫn là một lựa chọn. Warlock có mặc được giáp nặng không? Không. Yeah, tại vì anh này có vẻ là mặc một cái giáp kiểu cũng kiểu giáp kỵ sĩ á. Ok. Nên là em nghĩ sẽ là cái hướng này, với cả cái phép cũng là như kiểu nhìn cái ánh sáng kia, kiểu cũng em thấy em cái hướng với Paladin nhiều hơn. Có thể đây là Divine Smite nhưng mà nó visualize như vậy. Mấy cái này mình vẫn chỉ confirm lại mấy cái mình đã đoán trước rồi, chưa có gì mới. Cái này thì đoán nó là Big B's Hand. Yeah. Thế còn cái tay mà ở dưới đất thì là gì? Nghĩ nó cũng là một phép nhưng mà flavor nó khác nhau thôi. Make me then, make me then. Rồi anh xin một điểm. Anh vẫn còn xa để đuổi không? Mình gấp đôi cơ mà. Trong này có vẻ khó anh tiện rồi. Sounds lovely. Quite the opposite. I know, I was being ironic. I find irony is a blade that cuts he who wields it most especially. Anh này có vẻ nghiêm. Cái kiểu nghiêm túc này đúng là nó hơi thiên về Paladin hơn em nghĩ thế. Ok, fair. Ừ, em mới để ý. Tại sao cái phim tên là Thieves nhưng mà không có rogue nào? Vậy. Không, em cái này em chỉ tự hỏi tại sao lại thế. Tại vì rogue không nhất thiết phải là thief. True. Anh điên classic này. Em xin lỗi. Còn một cái nữa này. Oh no. Oh, bottle. How are we gonna defeat them? Oh, đúng rồi, animate object. Hay cô này điều khiển. Formal question, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Muốn có muốn giật điểm nào không? Thôi, sẽ để anh tiện. Go, Pikachu. Đây là Android. Ok, hết rồi nhé, ba cái trailer rồi. Chúng ta tổng kết lại. Thiện được 1, 2, 3, 12. Move được 1, 2, 3, 8, 9, nhân 2, 18.
vô được chiến thắng xong rồi tìm Easter egg. Kiểu chốc nhân đôi có vẻ là hơi khó cho anh Tiến. Thôi, chơi cũng fair mà em là người mới chơi hơn, không vấn đề gì cả. Chỉ trong vài tháng Boop đã lên trình gần thành một nerd đích thực. Ôi không. Sau khi mà xem mấy cái trailer như vậy thì em có suy nghĩ gì về cái phim này? Nếu mà chỗ em có thì em sẽ đi xem. Em nghĩ là nó, thứ nhất là em khá là thấy vui vì nó một cái official như này cho Dungeons & Dragons ấy. Một cái phim như thế này nó cũng sẽ phổ biến cái Dungeons & Dragons nhiều hơn đến với mọi người á. Và em thấy là cái đấy là một cái dấu hiệu đáng mừng. Và em sẽ không nói nhiều, phân tích kỹ nhiều về phim hay về trailer vì chúng ta không phải là kênh review phim. Chúng mình chỉ biết là D&D thôi, chúng mình không biết nhiều về phim. Định cái ngày công chiếu sẽ cho server Discord của mình những ngày ở Hà Nội đi offline xem phim cùng nhau. Sau khi xem xong cái trailer thì anh khá là vui, tại vì là cái phim này nó có những cái reference rất là gần, liên đới rất là gần với D&D. Những người biết chơi D&D nhìn có thể là cái này là cái đấy, cái này là cái đấy. Và nó cũng mang được một cái không khí nhảm nó vui của một cái game D&D. Đúng, tức là nó vẫn tính chất, nó vẫn là một cái cuộc phiêu lưu nghiêm túc đúng không? Chúng ta vẫn đi giải cứu thế giới, vẫn đi đánh bại kẻ xấu, nhưng mà nó vẫn có những cái, nó vẫn không quá nghiêm túc ấy. Game D&D là để ngồi hangout với nhau, một lũ bạn ngồi chơi với nhau. Cái phim này có vẻ nó cũng rất là đậm cái tính chất đấy. Và cũng có cái tính dễ tiếp cận cho những người không biết D&D đúng không? Có một cái hay để mọi người cũng bắt đầu có hứng thú với D&D. Sẽ có thêm lô gà vào server chơi D&D của bọn mình. Cảm ơn Boop hôm nay đã xem mấy cái trailer D&D của Thiện. Cảm ơn anh Thiện vì đã rủ hangout một cái buổi cũng khá bất ngờ hôm nay.